chung á thì đồ chống hướng trong loa này nó thuộc dạng là vô địch trong dòng giá được cả nhà. Hello cả nhà, đến với loa kế tâm Việt nha. Thì video ngày hôm nay em sẽ phân tích cho cả nhà về hai em loa. Đó là em loa Fluxing VTX 18C và em loa Nova 1800 Pro. Để xem là em tăng binh này nó có màn trình diễn thế nào đối với một em lính kỳ cựu đã chinh chiến nhiều năm như em loa Fluxing này nha cả nhà. Rồi, sẽ rất là thú vị luôn đây. Không dài dòng nữa, vô luôn. 1, 2, 3, let's go. Hãng Fluxing nha thì em không cần phải nói nhiều cả nhà, là một trong những hãng loa kéo rất là nổi tiếng ở Việt Nam, được biết đến với những em loa có chất âm ấm, mịn và nghe rất là đã tai nha cả nhà. Và đặc biệt hơn nữa là nhân viên bảo hành ở đây rất là thân thiện, nhiệt tình và nhanh chóng luôn. Và tạm biệt bên em, rất là vinh dự khi được làm một trong những đại lý chính hãng của Fluxing luôn. Và hãng Nova này á, thì nó mới ra mắt ở đây gần 2 năm gần đây thôi nha cả nhà. Tuy nhiên thì anh chủ này á, anh chủ bên Nova này á, thì anh đã am hiểu về ngành âm thanh rất là lâu rồi, cho nên kinh nghiệm sẵn có giúp cho anh tạo ra những sản phẩm rất chất lượng, được người dùng rất là ưa thích nha cả nhà. Và em đặc biệt ấn tượng đối với tỷ lệ bảo hành của hãng loa này. Bên em bán loa Nova thì từ lúc mới ra đời tới bây giờ luôn thì lâu lâu lắm mới có một em loa bảo hành nha cả nhà. Tỷ lệ này thì nó nằm trong khoảng 4% đó, nói chung rất là thấp, cực kỳ kinh khủng nha. Và em tăng binh mới này liệu có sánh đôi cùng đới đàn anh này hay không? Thì video này thì em sẽ nói về những ưu điểm và điểm mạnh nhất của hai em loa này để xem nó có phù hợp với nhu cầu của anh chị hay không nha, chứ không có so sánh hơn thua gì ở đây nha cả nhà. Và trong video này em sẽ lần lượt phân tích về ngoại hình nè, công suất, chất âm, nhưng là test cho anh chị nghe hai đoạn nhạc để test công suất và chất âm đó, và test micro và một đoạn karaoke để xem hai em loa này nó có những điểm khác biệt gì, nó có phù hợp với nhu cầu của anh chị hay không, và nó có đáng với số tiền mà anh chị bỏ ra để mua hai loa này không nhé. Rồi, đầu tiên thì em sẽ phân tích một chút xíu về ngoại hình của hai loa này theo cái góc nhìn của em nha cả nhà. Thì đối với em loa Fluxing VTX 18C á, thì nó theo cái gu phong cách là cổ điển, đơn giản và chắc chứa đầy nội lực trong đây nha cả nhà, với thùng gỗ sơn sàn màu đen. Đấy, phong cách của em này thì đơn giản vậy thôi. Còn đối với em loa Nova 1800 Pro á, thì nó kiểu dáng hơi đặc biệt chút xíu nha cả nhà. Nó vừa có sơn sần mà nó vừa có bóng luôn. Đấy, nhìn loa này nó bóng lưỡng rất là đẹp. Và cái gu em này á, theo cái phong cách ra mà vừa có cổ điển một chút xíu, vừa có sự trẻ trung và đơn giản cả nhà. Thì em thấy theo cái phong cách nào á, thì anh chị đều thích cả. Đối với anh chị mà lớn tuổi tầm 40-50 trở lên á, thì khi mà khách hàng qua bên đây bên em test loa thì vẫn thích em loa Fluxing VTX 18C hơn những cái nhà. Đấy, vì nhìn nó đơn giản, nói chung là cái gu của mấy người của anh chị nó như vậy. Còn đối với anh chị tầm trẻ hơn chút xíu, tầm 20-30 á, thì vô mà test loa bên em á, thì vẫn thích em loa VTX 1800 Pro này hơn những cái nhà. Đấy, như em đây thì em vẫn thích ngoại hình cái loa này hơn, bởi vì nó trẻ trẻ. Đấy, còn nói anh chị nào mà em loa nào đẹp hơn em loa nào á, thì nó hơi khó, bởi vì đây là suy nghĩ của mỗi người và gu của mỗi người nữa cả nhà. Thì anh chị nếu mà thích em loa nào một về ngoại hình của một trong hai em loa này á, thì hãy bình luận bên phía bên dưới nha. Rồi, tiếp theo đây chính là phần quan trọng nhất của video này nữa nha. Em sẽ cho anh chị nghe hai đoạn nhạc để test về chất âm của hai em loa này nha. Đấy, thì em sẽ để tất cả các mức âm lượng tổng á, liên quan tới hai em loa này đều là 70%, và bass test em về nhạc em sẽ để là 5% nữa nha. Riêng âm lượng bên trong điện thoại em sẽ để mát luôn. Đấy, rồi. Tuy nhiên thì anh chị nên trang bị cho mình một cái thiết bị đầu ra âm thanh một cách tốt nhất để có thể trải nghiệm âm thanh cách tốt nhất nha, để anh chị có thể dễ đưa ra cái cảm nhận của mình hơn. Rồi, vô.
Một chiều nào bơ vơ trên cát, nhìn em đang ngây thơ xõa tóc hững hờ. Ngày lại ngày tôi hay xa đó, tìm kiếm chỉ có mỗi riêng người. Những sóc đá em hay đi qua, thì tôi đây đi ra chờ sẵn lâu rồi. Bóng sáng đó tôi hay theo sau, chiều nay sao bóng bỏ đi rồi. Giờ một mình lang thang trên cát, lòng tôi như đang nghe biến khóc âm thầm. Rồi tình này như bao cơn sóng, ngày tháng sông đến không bên bờ. Rồi cả nhà cảm thấy thế nào thì cùng bình luận bên phía bên dưới video này để nói lên cái suy nghĩ của mình nha. Thì còn bây giờ thì em sẽ nói lên cái ý kiến của riêng em. Thì rất là khó để có thể hình dung được là em Loa nào hay hơn em Loa nào nha cả nhà. Nói chung chung thì cái từ hay này nó nói ra thì nó rất là chung chung luôn. Thì có một số anh chị thì sẽ nói là em Loa Phù Sinh Vidux 18C này nó hay. Thì còn một số còn lại thì nói em Nova Vidux 1800 là Pro này nó hay nha cả nhà. Thì cái điều này thì nó rất là bình thường thôi. Còn có một vài anh chị nữa thì nói hai em Loa này nghe chả hay gì hết, nghe như nó bò rống vậy cả nhà. Thì điều đó cũng đúng luôn. Vì sao? Bởi vì có một số anh chị thì người ta đang cái tai người ta nó khác rồi. Người ta đã nghe những cái dàn âm thanh tầm mười mấy, tầm ba mấy cũ, bốn mấy cũ, thậm chí cả trăm cũ rồi. Cho nên người ta hàng nghe hai loa này nó không có lọt tai nổi. Bởi vì cái gu cảm âm của người ta nó rất là khác rồi. Cho nên điều này cũng rất là bình thường đó nha. Cho nên cả nhà hãy phân định rõ cái điều này để xem được cái gu của mình ở cái mức nào để có thể phân định rõ ràng nha. Đi hơi xa nữa nha, bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề chính thôi. Thì đối với em loa Phù Sinh Vidux 18C này á, thì chất âm của nó là gọi là đặc hữu của Phù Sinh luôn. Nó là nó ấm miệng như cả nhà, nghe phát là mê ngay. Và chất âm của nó rất là nịnh lỗ tai mà rất là khó những cái hãng loa khác có thể bắt chước được. Nhưng cái này là đặc hữu của Phù Sinh luôn rồi. Còn đối với em Nova Vidux 1800 Pro này á, thì chất âm của nó không ấm bằng em Phù Sinh này. Tuy nhiên nó có một điểm rất là khác biệt nha nhà, đó là chất âm của nó rất là sạch đấy, nó rất là trong trẻo, nghe cảm giác như là nó cái tiếng thì nó lăn nó lừng lửng ở trong của tai mình á, nghe rất là phê luôn đấy. Còn về công suất á thì hai em loa này em để mất 70% á thì nó tương tự nhau nha cả nhà. Nói chung nó nghe em đứng gần đây thì em nghe nó không có chênh lệch gì nhiều lắm. Tuy nhiên á thì được trước em test á thì nó có một vấn đề thế này. Thứ nhất, em loa Phù Sinh Vidux 18C với lại hai em loa này á, khi mà để mất âm lượng 50% á thì em loa Phù Sinh Vidux 18C này nó có biên độ âm lượng lớn hơn, cho nên ở mức âm lượng 50% á thì em loa Phù Sinh Vidux 18C này nó sẽ công suất lớn hơn được cả nhà. Nhưng mà khi mà anh chị để mức âm lượng tầm 80-90% á đấy, tầm đó thì em loa Nova này công suất nó lại hơn nha. Đó, biên độ chênh lệch của em loa này nó lại hơn. Nhưng mà khi mà anh chị chơi nhạc thì chả ai để ở mức 80-90% cả, thường thường người ta để từ 50-70% thôi. Cho nên anh chị mà so sánh về mức công suất hàng loa này thì cũng xem nhau, nó cũng không chênh lệch gì nha cả nhà. Rồi bây giờ tới phần test micro nữa cả nhà. Thì em sẽ test về cái độ hút, độ chống hú của giống như là cái chất âm của micro loa này, xem là nó có phù hợp với anh chị hay không nha. Thì hiện tại bên cái tay trái bên đây, chính là bên phải của anh chị đó, chính là micro của em loa 1800 Pro. Còn phía bên phải em đây chính là micro của em loa Phù Sinh Vidux 18C nha cả nhà. Đấy. Thì âm lượng của hai cái micro này em đều để tất cả đều là 50% hết. Tuy nhiên cái echo em để 20% ở nhà, để em nói thì nó không có vọng gây khó chịu. Thì hiện tại thì em đang để cách miệng tới micro là tầm 10 cm. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đấy. Thì độ hút của hai micro này em thấy em Nova Vidux 1800 nó hút mạnh hơn chút xíu nha cả nhà. Thì hiện tại em đang để cái mức âm lượng bên trong micro này là mức 5 thôi. Hiện tại cái tổng cộng micro này nó có 7 nấc thì em để mức 5 rồi cả nhà. Đấy. Khi anh chị để ở mức cao hơn thì nó hút khỏe hơn. Tuy nhiên thì nó sẽ dễ hú hơn cả nhà. Đấy, anh chị hãy cân nhắc. Vậy nói chung về đề độ hút thì hai em loa này nó đều ổn cả. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng em loa Nova này nó hút nhỉnh hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì em VK18C này thì anh chị có thể tăng độ hút lên chút xíu bằng cách là tăng cái echo và cái âm lượng bên trong micro này nha. Đấy, anh chị có thể cải thiện điều đó. Còn về độ chống hú á thì hai loa này thì anh chị cũng không cần phải lo lắng gì luôn. Đấy, thì hiện tại em đang đứng cách loa này cực kỳ gần cả nhà.
Alo này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy, mức âm lượng 5%. Thì cả hai loa này nó đều có không hú đấy. Nói chung thì đồ chống hú trong loa này nó thuộc dạng là vô địch, vô địch trong tầm giá được cả nhà. Cho nên nếu anh chị muốn mà em loa mà mấy anh chị cái gu của cái anh chị mà không muốn hú rít chứ, không muốn hú rít chứ, thì chọn hai loa này là quá hợp lý rồi. Đấy. Còn trường hợp mà anh chị cố ý anh chị chĩa trực tiếp cái micro này vô cái loa trep á thì nó mới hú thôi. Chứ bình thường để như hát như vậy nó khó, cực kỳ khó hú nữa nha. Rồi, alo 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ anh sẽ test cho anh chị một bài karaoke. Cái đấy em hát chay luôn để anh chị nghe thử là cách âm micro của hai loa này thế nào nhé. Bây giờ em sẽ tăng echo chút xíu để hát nó ok hơn nhé nha. Em tăng lên tầm 40. Đấy, em loa này em cũng tăng lên chút xíu. Alo 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, tầm 40% này nha. Alo 1, 2. Em sẽ hát những bài những đội hoa sim đi. Em sẽ luôn phiên hát để người hai loài đơn chỉ có thể cảm nhận nhé. Đầu tiên là em 18C trước. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoan biển biển. Vào chuyện ngày xưa, đàn yêu hoa sim tím, khi còn tóc bụi vai. Mây lung sông pha ngoài trần tuyến, ai hẹn đưa ngày về, rồi muôn chiều mây bay. Từ nơi chiến trường đông băng đó, lần ghé về thăm gió hòn hôn tận sâu đùi. Rồi, cả nhà cảm thấy như thế nào ạ? Thì đối với em loa hồ xin này thì chất âm nó rất là ấm nha cả nhà. Nghe rất là mịn luôn, nghe rất là êm dịu. Còn đối với em Nova này thì chất âm nó sáng và bán tiếng hơn như nhà. Nói chung anh chị test ấy, thì anh chị có thể nghe được gu của anh chị thế nào thì anh chị hãy chọn em loa đó nha. Rồi, tiếp theo đó là phần đánh giá và kết thúc. Ở tầm giá 9 triệu á thì hai em loa này rất đáng để tham khảo cả nhà. Với em loa Fusion VDUB 18C á thì em loa này nó có giá 9.3 triệu, nhà hãng để cho đại lý. Còn em Nova VDUB 1800 này á thì nó có giá là 9 triệu nha cả nhà. Thì đối với em Fusion này á thì mọi người đã biết về nó quá nhiều rồi. Nói chung chất âm của nó thì không phải bàn nha cả nhà. Nói chung anh chị lên mạng gõ Fusion VDUB 18C là nó ra đầy luôn. Còn em loa Nova VDUB 1800 vừa rồi này á thì chất âm của nó rất là khác biệt. Khác biệt trong cái tầm giá 9 triệu được cả nhà. Cho nên cả nhà nếu mà muốn bên em hỗ trợ tư vấn hoặc là thông số gì á thì inbox ngay nha. Nói chung khi mà anh chị test trong lần này á thì sẽ không làm cho anh chị thất vọng đâu. Đấy. Thì video này á thì em làm trong tháng 12 này cả nhà, và trong tháng 12 này á nó có một cái chương trình đặc biệt dành cho Noel và cuối năm 2023, em sẽ đồng loạt giảm giá và ưu đãi 90% tất cả sản phẩm của Tâm Việt nha cả nhà. Thì nếu anh chị mua hàng trong thời gian này thì sẽ được cái giá rất là ok luôn. Đấy, đặt hàng ngay để nhận quà miễn phí từ Tâm Việt bên em nha. Rồi, video là kết thúc. Bye bye cả nhà.